Chào cả nhà nha. Cả nhà, hôm qua mình cũng bắt được một mớ ốc nè cả nhà. Này ốc đắng với ốc bu hai thứ lộn xộn. Hôm qua mình bắt mà trời mưa quá đó cho nên mình không có quay á cả nhà, mưa đâu có đem máy quay được đâu. Ướt á, sợ ướt á. Thì sáng mình cũng có để ớt vô mình ngâm nè. Bây giờ mình rửa để mình nấu, mình làm gỏi bắp chuối với cây chuối ăn nha cả nhà. Bây giờ mình rửa ốc mình đi luộc á. Hồi sáng mình cũng để ớt lên mình ngâm nè, ngâm cho nó ra xịn á. Mình cũng mưa mình mò luôn á cả nhà, nhiều lắm, ốc đắng nhiều hơn ốc bu, ốc quắn nhiều, ốc đắng nhiều lắm. Giờ mình cũng bắt lên đây mình luộc nha cả nhà. Đây mình cũng có nấu nè cơm nè. Ở đây mình cũng có cái bắp chuối nè cả nhà. Mình chọc cái bắp chuối này vô để mình làm gỏi. Rồi cả nhà ơi, mình bắt gặp ở đây cũng được chót chuối nhỏ nè, mình nó già rồi nè. Mình đốn vô để mình coi mình nấu ăn. Chuối sáp mà chín mình cũng hay nè, chín được mấy trái già gì ngon lắm, nhỏ gỏi hết rồi. Mình bắt cái cây chuối này để mình làm gỏi cả nhà. Bây giờ ở đây mình cũng có mới rau găm nè cả nhà, mình cắt cái mới rau găm này để mình vô mình làm gỏi cho nó thơm.
cắt nhiêu rau găm được. Cái nhà được hai cây chuối nè, mình thấy chuối cây ít quá mình chặt thêm cây nữa là được hai cây nè. Đây cũng được hai bắp chuối nè, rồi ở đây cũng có mớ tắc nè, rồi rau găm nè, rồi đó cũng có quả chuối đó. Chuối đó mà chưa ăn được, cả nhà hai ba ngày nữa mới chín mới nấu ăn được. Rồi giờ ốc này cũng chín rồi nè cả nhà, mình đổ ra để mình cho nó nguội mình lấy đổ ốc ra để cho nó nguội mình lấy ốc này cả nhà. Mình lấy ốc để vô làm gỏi. Ốc bu là con nhỏ nhỏ mà thôi kệ, mình bắt mình ăn luôn. Mình nuôi mình ăn nè. Nhỏ nhỏ cho nên mình không có chặt đứt. Cả nhà mình cũng lấy ốc xong rồi, cũng được một gỗ này luôn nè. Rồi giờ ốc mình cho vô con cái thao nè, cho nước sôi vô để mình rửa. Vậy là cái mình đi đổ ra gỗ được rồi, mình rửa nước sôi vậy. Đổ ra cái gỗ rồi mình rửa, mình cũng đổ ra cái gỗ rồi để cho nó ráo rồi. À, mình sắc gỏi nha cả nhà, đổ bắp chuối, mình sắc bắp chuối trước đi. Này là bắp chuối sáp nè. Mới tắt cho nó trắng. Cái chuối gì chứ mình lấy hết xịu rồi cả nhà, tại nó già, mình lấy chỉ có cái lỗi ở trong thôi. Cái nhà mình chuối nhiều lắm, mình hòa tị thì đi lấy cái lỗi ở trong ăn cho ngon. Mềm. Người ta bán ở ngoài chợ, người ta sắc nó già lắm. Còn mình ở vườn mình chuối nhiều. Tiền thì thiếu mà chuối thì đầy. Gì nè cả nhà, mình sắc như vậy là mình theo cái kiểu cần hơ của mình, là cần hơ của mình sắc giỏi là sắc như vậy nè. Còn bánh tre cả nhà, bánh tre thì mình sắc theo kiểu bánh tre thì sắc như vậy, sắc khúc như vậy, sắc mỏng như vậy, y như là sắc nó sen vậy đó. Này là theo kiểu bánh tre nè. Mỗi vùng miền chế biến đồ ăn nó khác nha. Nè, đây là theo kiểu bánh tre nè. Còn đây là theo kiểu Cần Thơ nè. Nhưng mà giờ mình cắt theo kiểu Cần Thơ mình ăn đi. Cắt theo quê mình đi.
Bây giờ mình hai quê lắm nha cả nhà. Mình thì quê gốc mình, cha mẹ sanh ra nơi mình sanh ra thì ở Cần Thơ, nhưng mà mình lập gia đình về Bến Tre, cho nên giờ mình đang sống ở Bến Tre. Giờ mình bắt cái chảo lên đây để mình xào ốc, cho vô chút dầu rồi mình cho tỏi vô. Giờ tỏi nó cũng vàng rồi, mình cho ốc vô. Mình cho vô miếng gia vị, mình cho vô muỗng hạt liêu, mình cho vô tí xíu thịt lạc, mình muỗng đường, mình không để nước mắm. Mình chỉ để hạt liêu với đường một ngọt thôi. Đó, mình làm nước mắm mình trộn gỏi rồi. Giờ mình phải để mắm để mình trộn gỏi luôn nha cả nhà. Với nước mắm mình chấm ốc luôn. Mình cho vô 4 muỗng đường. Tắt là không có nước nữa. Nhiều quá, nhà mình tới mấy cây lần ăn hết á, tôi để nó chai. Vậy giờ mình cho vô đây 2 muỗng nước mắm. Tí xíu bột ngọt. Chỗ trộn ốc nè, cho vô chút. Vậy là mình có cái chén để mình trộn gỏi nè. Bây giờ ở đây mình làm nước mắm nên mình chấm ốc. Mình cho vô đây 2 muỗng đường. Cho vô tí xíu bột ngọt. Có nước sôi nè. Mình cho vô 2 muỗng nước sôi. Mình cũng cho vô 2 trái tắc luôn. Cũng cho 2 muỗng nước mắm. Bây giờ tỏi ớt nè, mình cũng cho vô. Rồi, vậy mình có cái chén nước mắm để mình chấm ốc ăn. À, giờ mình trộn ốc nha cả nhà. Mình trộn gỏi, mình cho cái chuối này với bắp chuối mình cho vô trong thau hết. Mình mới rước con gái mình đi học về. Bây giờ mình cho nước mắm nè. Mình cho vô trong đây mình trộn gỏi. Mình cho vô găm vô. Mình cho miếng tỏi. Tỏi mình xấy nè, bữa hổm nè. Bữa đến dỗ. Miếng hành phi vô, ốc vô, cho ốc ra cái mâm nè cả nhà, mình chọn nó cũng xong rồi, mình cho lên luôn, thêm miếng hành phi nữa. Chào khán nhà nha. Chào bà cô chú. Cả nhà mình làm gỏi ốc xong rồi. Với mình cũng có chiên mớ cá biển nè. Rồi mình cũng có luộc mấy trái chuối nè, mình cũng có nấu mấy trái chuối nè. Giờ mời cả nhà ăn cơm với gỏi ốc với ba hai mẹ con nha. Cảm ơn bà cô chú ăn cơm lại gỏi ốc. Ăn cá không ăn nè. Mình thì mình cũng ăn gỏi đâu mà cả nhà, chứ mình không ăn cơm. Hôm nay ăn gỏi không có ăn rau luộc. Gỏi này thì nó cũng không có dầu mỡ gì nhiều. Làm một mâm luôn. Mời cả nhà ăn gỏi ốc bắp chuối cay nha. Mình cũng có trái sầu riêng nữa nè cả nhà. Trái sầu riêng này của nhỏ em nó đi qua rồi nó mua cho. Sầu riêng nó mua. Không cho mình.
vô đầu mẹ. Ăn chay mình thì nó không có ăn ốc cả nhà, ăn cá chiên, cá biển chiên. Như này là thấm thấm. Ốc ngon quá cả nhà. Mình gọi bắp chuối ăn ngon. Trái này cũng dễ khui lắm cả nhà, hồi nãy mình cũng có khui sẵn rồi. Mình thì thích ăn sầu riêng lắm cả nhà, mê lắm, nhưng mà giờ ăn không có được, mình khui cho nhỏ con gái ăn. Bà chỉ thử thôi chứ bà không có ăn. thử mùi thôi. Ngon lắm cả nhà. Thôi không được. Không vậy. Dạ. Thử. Nhìn bùi luôn kìa. Hơn lắm cả nhà mà thử thôi à. Tiếc thì. Rồi cái vỏ vàng ươm. Vỏ cái nữa. Mong bà cô chú ăn đây, ăn sầu riêng đi. Cô ăn không? Mời luôn. Ba ăn, ba ăn sầu riêng không? Không. À, mình thì mình ăn chuối nha cả nhà, chuối mình nấu nè, mấy trái là mình nấu mấy trái luôn. Con mong bà cô chú ăn sầu riêng. Mình gái mình ăn rồi cả nhà, mình này ăn chuối, mời cả nhà ăn chuối nha, chuối mà... chuối sáp nấu nha. Mời chú uống nước giờ. Chuối gì vàng ngon cả nhà, chuối nhà mình chín mới là nó vàng rồi. Cái này thì nó cũng ngọt nhưng mà nó không có ăn như sầu riêng. Bây giờ món cũng gì vậy? Mày cái nhà ăn thêm trái chuối nữa. À, cả nhà, ba mẹ con mình ăn cơm với gỏi ốc. Với cá chiên, với sầu riêng, với chuối. Đến đây cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye bà cô chú. Bye bye chồng cô chú.